There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 20 tháng 2, 2015, tức mùng 2 Tết Ất Mùi. Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chúc quý vị một năm mới tốt đẹp, như ý. Người dân trong nước giảm chi tiêu Tết giữa những khó khăn kinh tế. Mỹ sẽ giám sát chất lượng không khí ở Việt Nam. Ấn Độ thông qua nhiều tỷ đô la đóng tàu chiến đối trọng ở Trung Quốc. Đó là một số tin nổi bật trong chương trình hôm nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Người dân trong nước đón mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi với sự dè dặt về vật chất lẫn tinh thần giữa những khó khăn kinh tế gia tăng, đời sống đắt đỏ, lạm phát cao và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu rộng. Đó là chia sẻ của một số cư dân tại ba miền đất nước trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày mùng 1 Tết. Anh Duy, một cư dân trẻ ở Sài Gòn. So với mọi năm, người dân có vẻ ăn tích lại vậy, người ta không có quan tâm lắm. Một phần có thể là vì kinh tế, thứ hai là người ta cũng thay đổi cái suy nghĩ về cái người khác. Bây giờ thì cái sự chênh lệch giàu nghèo nó càng ngày nó càng lớn. Như có người phải có thể là bỏ ra mấy chục triệu người ta sống từng ngày, nhưng khi có những người mà đang bán những cái chậu bông mà cũng không ai mua. Anh nói là cái không khí Tết mọi người tiết kiệm vì đời sống kinh tế khó khăn, nhưng mà sao qua hình ảnh rồi qua báo chí đó, mình thấy cái vẻ hào nhoáng của Sài Gòn càng ngày càng lộng lẫy. Thì mình thấy thực tế thì khá thông dân thôi, chứ còn những cái hình ảnh đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, có vẻ hơi bị giả tạo. Sống ở đây lâu năm thì mình đã thấy được cái bản chất của cái chế độ này, nó như vậy thôi. Ta sẽ dùng những cái hình ảnh gì đó để cho người dân ta cảm thấy là cuộc sống nó ngày càng nó đi lên. Nhưng mà thực sự là ở cho nó có những tiềm ẩn, cái đời sống người ta nó đi xuống nhiều lắm. Từ một vùng quê nghèo ở Tuy Hòa, Phú Yên, chị Tuyết, một công nhân làm việc trong ngành sản xuất mía đường, nói về không khí ăn Tết năm nay ở địa phương. Vợ chị thì cá trong lúa, trong mì với lại trong mía là chủ yếu. Rồi ngồi mấy cái trong rọt đó là cá chăn nuôi, ví dụ như chăn nuôi gà, vịt heo rồi vân vân. Nhưng mà năm nay là nói chung những cái sản phẩm đó là bán giá thành là rất là thấp. Người nông dân người ta lỗ, cho nên cái không khí Tết nó rất là buồn vậy mà. Những cán bộ cao cấp tại cả tiền hơn thì người ta đón Tết cái không khí nó vui vẻ. Người dân lao động, nông dân, rồi ví dụ như công nhân như chị thì lương bổng làm. Năm nay thì mía mật đồ giá thành là thấp như vậy, cho nên lương bổng thì anh em cũng không có đủ tiêu Tết. Nó khen hơn mỗi năm em mà. Về thực phẩm hay là về hàng hóa các thứ tiêu thụ Tết á, có lo ngại gì không chị? Giờ hàng hóa, giờ nhãn mát là giá có, nháy có đủ loại, rồi hết thời hạn sử dụng, không có được cái sự bảo đảm. Như chị, những người lao động bình dân có mong ước như thế nào cho năm mới? Mình cũng cầu mong cho sang đêm là kinh tế nó ổn định hơn, những cái sản phẩm làm ra của nông dân nó có cái giá thành là cao hơn một tí, để cho người dân, nông dân yên tâm sản xuất, rồi công nhân cũng có việc làm theo. Hỏi thăm tình hình đón Tết ở khu vực thủ đô, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Thạch Vũ, một người dân Hà Nội. Hàng hóa các thứ thì có phần đặc sắc hơn mọi năm, nhưng mà nếu xét về túi tiền của mỗi người hay là thì mọi người ngoài Hà Nội cũng bắt đầu có dấu hiệu là thắt chặt chi tiêu và giảm mua bán, chỉ gọi là họ cố duy trì một cho xong một cái Tết thôi. Người đi làm nhà nước hoặc là doanh nghiệp thì họ chú trọng vào những cái vấn đề như là cuối năm sẽ được một khoản tiền Tết này nọ, nhưng mà năm nay thì những cái khoản đấy cũng bị giảm đi rất nhiều. Thế còn về cái sự an tâm an toàn ba ngày Tết ấy, thì không biết là người dân Hà Nội lo lắng những gì? Cái câu chuyện muôn thuở của ba ngày Tết này đó là cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là một cái vấn đề thực sự hết sức nhức nhối, bởi vì bây giờ thịt lợn tăng trọng cái thứ này, người rau thì sợ thuốc trừ sâu này, cuối cùng bà con mình chả biết ăn gì, bánh chưng thì mặc dù tự gói cái thứ này nọ thì cũng sợ, nó có như đỗ rồi không đảm bảo, gạo nếp không đảm bảo, cái gì cũng sợ, rồi ngay đến đi nhà nọ nhà kia mời ăn cái bánh cái kẹo không ăn để thất lễ với người ta, nhưng mà ăn thì không rõ là nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Sợ nhất thì cái sợ bao giờ cái made in China này họ cũng sợ rồi. Cái khu vực đền chùa, những di tích lịch sử, bà con mình đi lễ Tết đầu năm ấy thì thường hay xảy ra những cái tệ nạn như là xin bèo hay móc túi. Còn ngoài ra thì cũng xuất hiện thêm cái tệ nạn nữa là, mà nhất là ngày Tết không thể tránh được, là đánh bạc. Xã hội Việt Nam trong năm mới anh cầu ước được trông thấy điều gì? Mình mong rằng cái ý thức của người dân Việt Nam sẽ tiến bộ hơn. Nếu như mà cái ý thức người Việt Nam mình không có tiến bộ thì những cái nhận thức mọi thứ nó vẫn chỉ là như hiện tại, và thì xã hội Việt Nam thì vẫn chỉ là như thế mà thôi. Và đó là một cái điều mà Vũ hay bạn bè Vũ hay rất nhiều người đang chăn trở. Chính phủ Hà Nội nói Việt Nam đã trải qua năm 2014 với một số thành tựu như tăng trưởng GDP vượt mục tiêu cao nhất 3 năm và lạm phát thấp. Theo dự kiến, kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ tiếp tục phục hồi nhưng còn nhiều thách thức trông thấy.
Báo Nhà nước dẫn phúc trình của ngân hàng HSBC nói năm 2015 có thể được đánh giá là một năm khó khăn cho Việt Nam, dù tăng trưởng kinh tế có thể tăng dần, đạt mức 6,1%. Sau nhiều năm báo cáo dữ liệu ô nhiễm ở Trung Quốc, Hoa Kỳ loan báo sẽ mở rộng công tác giám sát chất lượng không khí tại một số phái bộ ngoại giao ở nước ngoài, bao gồm cả ở Việt Nam. Thông báo kế hoạch này hôm 18 tháng 2, Ngoại trưởng John Kerry cho biết mục đích hầu đẩy mạnh ý thức về tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Ông Kerry nói chương trình được phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường cũng nhằm giúp công dân Mỹ ở nước ngoài giảm bị phơi nhiễm với không khí độc hại và hỗ trợ cho các nước phát triển khả năng theo dõi chất lượng không khí thông qua trao đổi và tập huấn với các chuyên gia Hoa Kỳ. Trong vài tháng tới, những hệ thống theo dõi chất lượng không khí sẽ được cài đặt ở Việt Nam, Mông Cổ và Ấn Độ. Washington đang cố gắng dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao đa phương và khuyến khích hành động bảo vệ chất lượng không khí sau khi ký một thỏa thuận hồi tháng 12 với Trung Quốc, nước có khí thải ô nhiễm số 1 trên thế giới. Trung Quốc tạo ra những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông diễn ra với tốc độ nhanh tới mức Bắc Kinh sẽ sớm có thể mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển và đội tàu cá trước sự lo lắng của các bên có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Những hình ảnh vệ tinh mà chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có được cho thấy công tác cải tạo đất đã tiến triển khá xa trên các bãi Cavan, bãi Johnson South và bãi Chữ Thập kể từ giữa năm ngoái. CSIS nhận định điều đáng chú ý nhất về những hoạt động của Trung Quốc là Bắc Kinh đang làm biến đổi hết sức đáng kể kích thước và cấu trúc của những đảo này, trong khi những nước khác có tuyên bố chủ quyền chỉ xây dựng trên hoặc sửa đổi những bãi đất đã có sẵn. Một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin Reuters rằng những hoạt động cải tạo đất này lớn hơn và nhiều tham vọng hơn từng nghĩ, và ở nhiều cấp độ khác nhau đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông sẽ hết sức khó khăn khi tình hình này tiếp tục phát triển. Phân tích hình ảnh vệ tinh do tạp chí IHS Gen công bố tuần này cho thấy là một cơ sở lớn mới đang được xây dựng trên bãi đá Huge. Tạp chí này cũng công bố những hình ảnh của bãi đá Chữ Thập, bây giờ bao gồm một hòn đảo được cải tạo dài hơn 3 cây số mà các chuyên gia cho biết là có nhiều khả năng sẽ trở thành một đường băng. Dù Bắc Kinh có khả năng sử dụng những đảo nhân tạo này để tiếp liệu cho máy bay trong trường hợp xảy ra xung đột, một số chuyên gia nhấn mạnh lợi ích phi quân sự đáng kể. Chuyên gia Biển Đông Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia nói các đảo này có thể giữ cho các đội tàu đánh cá và cảnh sát biển của Trung Quốc làm việc có hiệu quả hơn trong khu vực Đông Nam Á và rất khó để bất kỳ ai ngăn chặn. Ấn Độ vừa thông qua kế hoạch trị giá 8 tỷ đô la xây dựng 7 tàu chiến nhằm đối trọng với thái độ lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực. AFP ngày 19 tháng 2 dẫn nguồn tin từ một giới chức quốc phòng Ấn cho biết hành động này được xem là một phương thức thu hẹp khoảng cách giữa Ấn với các hệ thống chiến tranh hải quân tân tiến của Trung Quốc và cùng lúc đẩy mạnh phát triển thiết bị quốc phòng nội địa. 7 tàu chiến này theo dự kiến sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, khó bị phát hiện bởi radar và hệ thống theo dõi của kẻ thù. Ấn Độ giáp ranh với Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch nhiều tỷ đô la nâng cấp các thiết bị quân sự đã lỗi thời, cũng như vừa tháo dỡ những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào ngành quốc phòng. Báo Times of India cho hay, Ủy ban An ninh thuộc Nội các Ấn trong cuộc họp đầu tuần này cũng đang bật đèn xanh cho dự án 8 tỷ đô la dành cho 6 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc bị tố cáo là đang tìm cách phát triển các cơ sở xung quanh Ấn Độ Dương trong sách lược đối phó với sự trỗi dậy của Ấn. Sự xuất hiện của 2 tàu ngầm Trung Quốc trong vùng biển Sri Lanka cuối năm ngoái đã gây nên quan ngại đặc biệt cho Ấn Độ, nước thường xem đảo quốc Sri Lanka nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Giới hữu trách Thái Lan ngày 19 tháng 2 khởi tố cựu thủ tướng Chinlak Shinawat vì một chương trình trợ giá lúa gạo bị thất bại khi bà còn tại chức. Bà Chinlak không xuất hiện tại phiên tòa khởi tố, nhưng luật sư của bà cho biết bà không có ý định bỏ trốn ra nước ngoài. Văn phòng Tổng trưởng lý loan báo bà Chinlak bị khởi tố về tội sao nhãng trách vụ. Nếu bị tòa xét là can tội sao nhãng và không ngăn chặn tham nhũng, bà có thể bị bỏ tù 10 năm. Chính phủ do quân đội kiểm soát cũng đang xét tới việc nộp đơn kiện dân sự nhắm vào bà Chinlak để đòi bồi thường 18 tỷ đô la thiệt hại. Những cáo trạng này phát xuất từ một chương trình bị thất bại của chính phủ để mua lúa gạo từ nông dân với giá cao hơn giá thị trường. Kế hoạch trợ giá đó đã dẫn tới chỗ chính phủ phải tồn trữ một số lượng lúa gạo rất lớn, trong đó có một số bị móc thối trong nhà kho, và những tố cáo cho rằng hàng tỷ đô la đã bị phí phạm. Mặc dù vậy, vị cựu thủ tướng này nhất mực nói rằng bà không hề làm gì sai trái.
Phe ủng hộ bà Dinh Luật nói những cáo trạng chống lại bà có động cơ chính trị. Jordan đề xuất một dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tối 18 tháng 2, đề nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với chính phủ Libya, nỗ lực ngăn vũ khí chuyển tới tay các phần tử nổi dậy và thúc đẩy cho chính phủ được quốc tế công nhận của Libya trở lại thủ đô Tripoli. Trước đó, Hội đồng đã họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Libya, nơi các dân quân và hai chính phủ cùng cầm quyền đã đẩy nước này vào tình trạng bất định, kéo dài, tiếp theo sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Libya đã bị cấm vận vũ khí kể từ đó. Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya hiện hoạt động ở Tobruk và kiến nghị với một ủy ban của Liên Hiệp Quốc yêu cầu cho phép bán một số vũ khí nhất định. Nhưng vẫn còn tồn tại những lo ngại về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận do lo sợ rằng vũ khí có thể lọt vào tay của nhiều nhóm phiến loạn đang hoạt động ở Libya. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Khi ta tắm rửa, nước thường chảy xuống cống, nhưng vòi tắm mới trong thời đại không gian có thể thay đổi điều đó. Một thiết kế lấy cảm hứng từ NASA sẽ giúp tiết kiệm nước và tiền. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. Những phi hành gia buộc lòng phải dùng lại nước mà họ đã sử dụng trong không gian. Bây giờ, vòi tắm Orbsis của tương lai đưa ý niệm này về trái đất. Vòi tắm tương lai này do Orbital Systems, một công ty công nghệ tân tiến của Thụy Điển, sáng chế. Giám đốc điều hành của công ty Merdad Majubi phát minh ra sản phẩm này. Vòi tắm của tương lai là một vòi tắm tái sử dụng nước, do đó cho phép tiết kiệm nước lên đến 90%, tiết kiệm năng lượng lên đến 80%, đồng thời tăng sự thoải mái và vệ sinh. Nước chảy xuống lỗ thoát nước, sau đó được phân tích, lọc sạch, và sau đó bơm trở lại vào đầu vòi tắm. Có gì đặc biệt về công nghệ lọc sạch? Công nghệ này dựa trên một hệ thống lọc trên phi thuyền đã được cấp bằng sáng chế, bảo đảm nước luôn trong suốt. Majubi lấy cảm hứng từ một dự án giữa NASA và Đại học Lund của Thụy Điển để sáng tạo ra thiết kế cho một sứ mạng đến sao Hỏa. Anh chỉnh sửa hệ thống khép kín cho phép những phi hành gia tái sử dụng nước tắm nhiều lần. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Thụy Điển, nơi nó tiết kiệm được tới 100.000 lít nước trong vòng 4 tháng. Dựa trên những kết quả này, Majubi tin tưởng rằng công ty của anh có thể phân phối hệ thống vòi tắm khắp thế giới. Thị trường của chúng tôi thật ra là bất cứ ai tắm bằng vòi, và nó mang lại lợi ích lớn nhất cho phần thị trường có lượng nước tiêu thụ cao nhất, chẳng hạn như những nhà tắm, phòng tập thể dục, trung tâm thể thao. Ngoài ra còn có những hộ tư nhân với lượng nước tiêu thụ và giá nước cao. Thiết kế ngoài sức tưởng tượng này đã giành được nhiều giải thưởng về kinh doanh và canh tân. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trân trọng cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi trong thời gian qua đã quan tâm theo dõi, đóng góp bài viết, hình ảnh, video và bình luận cho các chương trình của chúng tôi. Thay mặt Ban Việt ngữ VOA, Trà My kính chúc quý vị những ngày xuân đầm ấm và một năm mới an khang. Mong quý vị đừng quên truy cập vào kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play để cập nhật tin tức mỗi ngày. Bài viết đóng góp cho VOA Việt ngữ xin quý vị gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.